các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tuổi thơ dữ dội. Tập 1: Tình thuộc cho mẹ. Đội trưởng mải mê chìm đắm trong công việc và suy tưởng nên không nghe thấy tiếng cánh cửa cọt kẹt mở và tiếng chân gió rén bước vào phòng. Một ngọn gió lạnh thổi thốc vào làm ngọn đèn dầu trên bàn lung lay trao đảo. Anh vội đưa bàn tay khum khum che chỗ thủng trên bóng đèn và ngẩng lên. Vịnh xưa đang đứng trước mặt anh, anh ngạc nhiên đặt bút xuống hỏi: xem chưa đi ngủ? Có việc gì thế em? Vịnh xưa đứng nghiêm lại. Báo cáo anh, mừng nó bỏ trốn khỏi đội. Trốn à? Trốn từ bao giờ? Đội trưởng hỏi như có vẻ không tin chuyện đó đầu đuôi ra sao Em kể anh nghe xem nào Cách đây khoảng nửa giờ Em đang ngủ Bỗng choang tỉnh dậy Em đưa tay sờ thì không thấy mừng nằm cạnh em Em tưởng nó ngủ mê Lăn rớt xuống đất như mấy lần trước Em nhảy xuống đất Sờ khắp cả buồng cũng không thấy Em đoán Hay là nó đau bụng Ra vườn đi cabine Em nằm chờ một lúc lâu không thấy nó trở vô Em lo quá Lỡ nó đang gặp phải gió lạnh ngất luôn ngoài đó Rứa là em chạy ngay ra vườn để tìm Vườn tối quá Lại thêm mưa lắc rắc Em tìm quanh quần mãi Chợt nghe có tiếng khóc thút thít Ở chỗ góc cuối vườn Em chạy lại hỏi Có phải mi đó không? Mừng Nó không nói chi hết Cứ ngồi thu lu ở gốc cây Mà khóc to hơn Em hỏi chi? Nó cũng không nói Cứ khóc hoài Tức quá Em nói Được Cậu cứ ngồi đó mà khóc cho chán đi Tớ vô báo cáo với đội trưởng Là đang nửa đêm Cậu bỏ trốn khỏi đội Rứa là nó đứng ngay dậy Nếu lấy tay em van về Đừng Anh đừng báo cáo với đội trưởng mà tội tôi Anh tha cho tôi lần đi Lần sau tôi không dám làm rứa nữa mô Thế bây giờ mừng đâu rồi Dạ Nó đã đi vô Đứng trong máy hiên gần bếp Mà nó cứ khóc Em dỗ chi Nó cũng không nín Nhưng em căn cứ vào đâu Mà cho là mừng định bỏ trốn khỏi đội Nó không định bỏ trốn Thì can chi nửa đêm Lại mò ra ngoài vườn ngồi khóc một mình dưới trời mưa Em chắc nó nghe tin ngày mai Đội ra trận Nó sợ định bỏ trốn Nhưng ra đến ngoài vườn trời tối quá Không biết đường mô mà mò đi Nên đành ngồi khóc Em không ngờ Nó hèn đến nước ấy nó làm xấu mặt cả tổ em vịnh xưa kết thúc câu chuyện với giọng tức tối phẫn nộ em xuống gọi mừng lên đây gặp anh rõ vịnh xưa đưa tay lên ngang mày chào anh quay ra với động tác đằng sau quay đội trưởng nhìn theo cái dáng nhỏ bé của vịnh quất dần dưới các bậc cầu thang thầm nghĩ chú bé này trong tương lai sẽ là một chiến sĩ kiểu mẫu trong sinh hoạt cũng như trong chiến đấu. Và nếu chúng ta được đề bạt làm chính trị viên, chắc chắn sẽ là một chính trị viên rất cử. Lát sau, Vịnh xưa rất mừng vào phòng. Vịnh đứng lùi lại, khuất sau cái bệ lò sưởi Mừng bước đến giữa phòng, đứng sức lại, nhìn đội trưởng với đôi mắt của người sẵn sàng nhận tội. Cái mũ cứng và bộ quân phục rộng thùng thình của em thấm lại từng màng lớn vì thấm ướt nước mưa. Chắc em ở ngoài trời đã khá lâu hai má và mắt em cũng nhòe nhòe nước mưa lẫn nước mắt cả gước mặt em có một vẻ gì buồn khổ khôn tả nhìn em đội trưởng bỗng thấy nhói trong tim lại gần đây anh hỏi đội trưởng nói giọng đặc biệt dịu dàng mừng rụt rè bước lại tì ngược vào mép bàn tại răng đang nửa đêm em lại ra ngồi ngoài vườn mà khóc Mừng vừa nói vừa nấc nhẹ nhẹ Dạ Em nỡ lần đi Anh tha cho em Lần sau em không dám rứa nữa Có phải em định bỏ trốn khỏi đội không Mừng cúi đầu khẽ gật Dạ Tại sao em lại trốn Có phải em sợ ra mặt trận không Nếu sợ Em cứ việc báo cáo với anh Anh sẽ cho em ra ngay khỏi đội Việc gì phải trốn dạ em có sợ chi cái chuyện ra mặt trận mừng nất to một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn em vội đưa tay chùi đi và nói tiếp giọng thồn thức dạ em chỉ trốn đi một lúc rồi em lại quay về thôi mà em định trốn đi đâu mà chỉ trốn có một lúc dạ dạ em trốn về thăm mạ em thăm mạ à đội trường sưng sốt sao hôm xin nhập đội em khai là không có cha mạ chi hết đi ở giữ em cho người ta dạ em nói rứa bởi sợ anh không cho em nhập đội bắt phải về xin phép mạ rứa mà em làm nghề chi ngoài mạ ra nhà em còn ai nữa không em ngồi xuống đây keo mòi chân đội trưởng kéo mừng ngồi xuống cái ghế đầu cạnh anh anh giờ mũ ướt thấm nước trên đầu em đặt vào góc bàn và rút mùi xoa lau mắt cho em em kể cho anh nghe chuyện nhà em đi giọng anh như giọng mẹ dỗ con mừng biết là không thể giấu đội trưởng được nữa không kể cho anh nghe hết mọi chuyện e chắc anh đuôi mình ra khỏi đội mất em tự nhủ thầm như vậy tránh cái nhìn dò hỏi của đội trưởng. Hai mắt em nhìn chăm chăm vào cái mũ ướt đẫm nước mưa để ở góc bàn. Em kề không mạch lạc, chốc chốc phải ngừng lại, cặp môi run rẩy cố nuốt tiếng khóc nấc trực trào lên cổ. Nhà em, ở cuối con đường kiệt nhất, nhúa nhất xóm Bao Vinh, cái xóm ngoại ô nghèo khổ phía bắc thành Huế. Mỗi lần trời mưa to, nước chảy tứ tung trong nhà, mà em phải lấy mo nang mà dọi dọi được chỗ ni lại dột qua chỗ khác nhiều bữa ngồi trong nhà mà hai mạ con phải đội nón trong nhà chỉ có bức phàn mọt gãy mất một chân phải kê thay trồng gạch với thêm cái chõng tre vừa hai mạ con nằm cái sân trước nhà rêu phồ xanh lè lè trời mưa vô ra không bấm chân là vô ích ngay mà em là chị niệm làm nghề bán bún bò gánh Bún bò của mẹ em ngon Mà rẻ nhất chợ bao vinh Buổi sáng ai cũng hong hóng chờ Gánh bún bò chị Niệm mới ăn Trước tê Nhà còn có cha em Cha em tên là Năm Mặt rất dài nên cả xóm Gọi là ông Năm Ngựa Cha em cao to mà dữ tợn ghê lắm Trên ngực xăm đầy rồng rắn Cha em rất giỏi võ Trong người lúc mô cũng rất giao Cả vùng bao vinh ai cũng kiểng đã có hai tay anh chị ngoài bên bao vinh bị cha em chém xả cánh tay cách đây đã lâu cha bỏ mạ em đi lấy vợ hai bên phú cam rồi ở luôn bên đó nhưng cứ năm bữa nửa, nửa tháng cha em lại mò về nhà hạch sách hành hạ mạ em bắt mạ em phải mua rượu lòng heo nước mắm ngon về cho ăn ăn xong lại quệt miệng đi gặp bữa mạ em mua phải lòng heo không béo không ngon Cha co chân đá phóc hết xuống đất Rồi chới Đập mà em tối tăm mặt mũi Nhiều lần cha còn lột hết áo quần của mạ Cột tóc mạ vô chân cột nhà Rồi cầm thanh củi mà phang Đánh chán Bác cứ để mặc mạ nằm đó bỏ đi Em phải tháo tóc ra cho mạ Đỡ mà em ngồi dậy Đầu mà em lõa những máu Máu bết lại thành nắm Tóc mạ trước kia dài lắm Thả ra chài gần chấm gót rứa mà trừ rụng gần hết búi lại chỉ còn một lọn nhỏ hơn nắm tay em mỗi lần thấy bóng cha về thấp thoáng ngoài ngõ là em lùi ngay xuống bếp hay chui rào tót ra ngoài đường rồi cứ đứng đó khóc nghe cha mắng trời đánh đập mạ trong nhà chờ cho xa đi khuất em mới dám chạy vô ôm mạ mà khóc có lần em tức quá hỏi mạ cha đã đánh đập mạ hoài rứa lại bò mạ mà đi Răng mẹ con cứ mua rượu Lòng heo với nước mắm ngon cho cha ăn làm chi cho uống Mà em ôm em khóc mà nói Đời mạ cay đắng cực khổ lắm con ơi Cha hành hạ đánh đập mạ chừng đó Chứ hơn nữa mạ cũng phải cắn răng mà chịu Mạ mắc ơn cha con nặng lắm con ơi Em thắc mắc Ơn chi rứa mạ Nhưng mạ em chỉ ôm chặt em hơn Khóc nấc không thành tiếng Nhìn em với cặp mắt buồn rười rượi Con còn nhỏ dại quá Mạ làm răng nói cho con hiểu thấu được lòng mạ con ơi Một bữa em ra sông tắm Lúc chạy về đến đầu ngõ Thì nghe tiếng cha quát tháo trong nhà Em lên vòng ra lối sau chui rào Gión rén đi vô hè nhà Ghé mắt nhìn qua lỗ phên thùng Cha em đang ngồi trên phản trước mặt là cái mâm gỗ đặt một đĩa lòng heo chén nước mắm chai rượu nhưng không thấy cha ăn uống chi hết cha ngồi một chân co lên phản mắt trừng trừng ngó mà mạ ngồi xệp dưới đất ngước lên nhìn cha cha dằm giọng quát không nói lôi thôi mày có đưa đây không thì nói cho tao biết em thắc mắc không biết cha đòi mạ đưa cái chi mà gắt gao rứa mạ khóc mếu máo nói Tôi lại anh trăm lại Nghìn lại Anh thương lấy mạ con tôi Cả đời tôi chắc bóp Nhịn đói nhịn khát Mới để dành cho con được một chút đó Trừ anh mà lấy đi Thì cực mạ con tôi quá anh ơi Thân tôi thầy Anh muốn hành hạ đánh đập chi tùy ý Nhưng xin anh đừng lấy Tội nghiệp tôi lắm anh ơi Trẻ em hừ lên một tiếng hung tợn Đánh mi Chỉ thêm nhớp tay Đánh một con đi thì thà đánh một con chó còn hơn nghe cha nói em suýt kêu to ui chao răng cha lại nỡ nhức mắng mạ cái tiếng xấu xa đó mừng chợt nhớ có một lần cùng tụi bạn trong xóm em chạy đuổi theo một người đàn bà quần áo xốc xếch mặt mũi son vẫn loè loẹt em cùng với các bạn vừa hò reo vừa ném lõi bắp vò chuối vô lưng vô đầu tóc người đàn bà con đĩ con đĩ có một đứa bé ném hòn đá trúng đầu người đàn bà máu dịn ra ướt cả chân tóc em không biết con đĩ là gì chỉ ham vui hùa theo tụi bạn và một số người lớn để hành hạ người đàn bà tội nghiệp đó trong trí tưởng tượng của em con đĩ là một loại người xấu xa gớm ghiếc cũng như con chó dại con rắn độc mặt bừng bừng vui thích Em chạy một mạch về nhà Gọi mạ từ ngoài ngõ Con đi Mạ ơi con đi Mạ từ trong bếp bước ra Đứng chôn chân nhìn em Mặt tái xanh như tàu lá Em nhìn mạ Tự nhiên phát sợ Lo lắng hỏi Mạ đau hay làm răng rứa mạ Mặt mạ vẫn tái xanh run rẩy hỏi Con vừa kêu mạ Cái chi rứa con Em khoe ngoài phố có con đĩ mà tụi con chạy theo quăng vò chuối cùi bắp như mưa quăng sướng tay thôi con quăng con đĩ cái cùi bắp chúng bốp giữa lưng em tưởng mạ sẽ cười khen con của mạ quăng giỏi thiệt nhưng mà không cười môi mạ tự nhiên trắng nhợt như tờ giấy cặp mắt mạ nhìn em lúc đó sao giống hệt cặp mắt con chim nhỏ lúc người ta bóp cổ cho chết để làm thịt Em níu vặt áo mạ hoàng sợ kêu Mạ, mạ, làm răng rứa mà Mạ đặt bàn tay lên đầu em Nói giọng run run Rằng con lại đi ném người ta làm chi con Lần sau con không được làm rứa Mà tội chết đó con Em nói Nhưng là con đi mà mạ Mạ bỗng như bị kiệt sức Không đứng vững được nữa Ngồi thụp xuống đất kéo em vào lòng giọng mạ như sắp khóc người ta cùng đường kiệt lối mới đến nông nỗi đó con ơi phải thương xót lấy họ con còn nhỏ dại quá con đã hiểu chi được việc đời câu chuyện cũ hiện lên như một cái rằm lớn đầm suốt trí nhớ em em thấy ruột đau quặn lạ kỳ hai bàn tay phải níu chặt lấy cái cột mái hè mới đứng vững em nức nời kể tiếp bên trong nhà mặt mạ em bỗng đanh lại nhìn cha với cặp mắt của người cùng đường mạ nói anh có giết tôi thì giết chứ tôi không đưa cho anh mô cha em trề môi phì một tiếng nói giết mi làm chi cho thêm nhớp tay mi mà không đưa tao ngồi đây chờ thằng con mi về tao sẽ nói rõ ngọn ngành cho hắn biết mi là một con đàn bà nhơ nhớp như răng thằng con mi sẽ khinh mi chẳng khác chi con chó như bị cha đập một búa trúng giữa thóp mạ kinh hoàng ngồi giật lùi lại kêu to ui chao ui răng mà anh độc ác đến nước nỡ anh dóc xương hút tùy cả một đời tôi chưa đủ mà anh lại còn nỡ lòng mô mạ chống tay run rẩy đứng lên vịn vịn dọc theo phên đi vô buồng lát sau mẹ chờ ra một bàn tay nắm chặt khư khư cái gì đó đi đến trước mặt cha mẹ mở xòe bàn tay ra giữa lòng bàn tay mẹ là đôi bông tai vàng đôi bông tai mà mẹ thường cất trong cái hộp diêm nhét đầy bông gòn thỉnh thoảng lại lấy ra đưa cho em coi và nói mẹ cất để dành khi mô con lớn mẹ cưới vợ cho con mẹ em nói mặt rúm gió giọng lao thào như người bị hụt hơi còn một chút đây anh lấy luôn đi rồi anh đi 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 luôn cho khuất mắt tôi xin anh đừng về đây nữa mà hành hạ mạ con tôi như con cọp thấy mồi đang ngồi chắc chồm ngay dậy chộp lấy đôi bông tai vàng trong tay mạ đút liền vô bọc. Mẹ vẫn đứng sững, ngó chân chân lòng bàn tay trống rỗng, mắt dại hẳn đi. Bất ngờ, mẹ kêu to một tiếng xé xuột, rồi ngã vật xuống đất, như bị chặt lìa ngang chân. Cha em bước qua người mẹ, cắm đầu đi thẳng ra ngõ. Đời mô, con dám khinh mẹ, mẹ ơi! Mừng bỗng nức nở, Tưởng như trước mặt em không phải là đội trường Mà là mà em đang nằm vật dưới đất Đầu tóc rũ rượi Em khóc hòa Nước mắt chan hòa trên hai má nhỏ liên tiếp xuống bạc. Đội trường phải đứng lên Ôm chặt em vào lòng Hai mắt anh cũng đỏ hoe Nín đi em Nín đi Anh không ngờ em lại khổ đến thế Mà em bị mắc hen xuyến nặng mừng lau nước mắt kể tiếp thêm vô đó cha em cứ nhè vô giữa ngực mạ mà đá mặt đạp nên bệnh ngày càng nặng hơn hễ động trời là cơn hen xuyến lại hành hạ mạ có khi hai ba ngày liền mạ ngồi gò lưng ôm ngực mà ho khan khò khè kéo xuyễn em không sức nào chịu nổi em thấy ngực em cũng tức gian theo nhớ bị ai dìm lâu xuống nước thương mạ em khóc hết nước mắt Em rang muối Bọc vào cái vạt áo rách Trường ngực cho mạ Em trường cho đến tận đêm khuya Hai tay mòi rời Các nhà hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ hết Vẫn còn trường Mạ em cứ dục hoài Con đi ngủ đi Mạ thấy đỡ nhiều rồi Em vẫn không chịu đi Đến lúc mệt quá Em gục vô lòng mạ Ngủ thiếp đi lúc mô không hay Một bữa của ba trà già nhất xóm Mách cho em Thứ lá tầm gửi mọc trên ngọn cây bút bút thật cao, chữa bệnh hèn xuyễn còn hay hơn thuốc tiên. Nhưng phải hái vào lúc nửa đêm, lúc lá đang ăn khí trời, uống sương móc thì mới công hiệu. Lá phơi khô, sao vàng hạ thổ, bỏ vô nồi đất, đổ năm chén nước trong, sắc lên một chén, chỉ uống chừng răm chén là bệnh rút, chục chén là bệnh khỏi. Từ bữa đó, em quyết đi tìm thứ lá thuốc tiên đó chữa bệnh cho mạ khắp cả một vùng bao vinh bãi dâu không có ngọn cây bút bút nào em chưa trèo lên tìm lá tầm gửi nhưng em không tìm thấy em tìm lần lên các ngọn cây bút bút ở vùng đông ba gia hội tìm hết cả vùng ni rồi mà cũng không thấy em qua bên tê sông hương tìm từ đập đá qua trường khải định lên đến ga lớn rồi phòng với bến ngự lên miệt nam giao Đi tìm lá thuốc, em phải giấu mạ. Mạ mà biết, đời nào mạ để cho đi. Mạ sợ em trèo cao, lỡ ngã chết tan xương mất giống. Đã biết bao lần em ngồi khóc một mình dưới gốc cây bút bút, sau khi đã trèo lên tụt xuống, xây hết cả giá bụng. Trước ngày Huế nổ súng chừng một tháng, tình cờ em phát hiện được trên ngọn cây bút bút cao nhất trong khu vườn đằng sau doanh trại này có đậu một tán lá tầm gơi rất to. Em mừng quá Nhưng khó cái là dạo đó Ngồi lầu danh trại có vệ quốc đoàn đóng đông lắm Ngoài cổng sắt lúc nào cũng có các anh cầm súng đứng gác Rào sắt vây xung quanh vườn tuy cao Lại có mũi nhọn Nhưng em thừa sức treo vào Em chỉ sợ các anh nghĩ là Việt gian Treo rào vô ăn cắp Đã hàng mấy chục lần em đi vòng quanh hàng rào sắt ngôi lầu này Mắt hong hóng ngó vô vườn các anh lính gác liền sinh nghi một lần em đã bị một anh gọi lại nghiêm mặt hỏi làm chi mà ngày mô tôi cũng bắt gặp chú loanh quanh luẩn quẩn ở đây hả tôi mà còn bắt gặp lần nữa tôi sẽ cho chú vô tù nghe chưa sau cái lần đó em không còn dám bén mảng đến gần ngôi lầu này nữa chỉ dám đứng từ xa mà ngó lại sau ngày mặt trận huế nổ xuống em đoán chắc ngôi lầu bò trống vì bộ đội phải ra mặt trận ở lại đó làm chi em tìm cách lọt qua cờ bao vinh chạy một mạch đến ngôi lầu bụng mừng khấp khởi chuyến đi răng cũng tìm được thuốc cho mạ nhưng ai ngờ bộ đội người lớn rút đi rồi lại có bộ đội con nít tới đóng em buồn phát khóc lên lúc đó ở nhà mạ lại đang lên cơn hen xuyễn em về nằm nghĩ mãi cuối cùng tìm ra được một mẹo lọt qua cầu bao vinh thật sớm, chạy theo toán bộ đội con đó. Rồi lừa lúc không ai để ý, lén chui vào giữa hàng mà về ngôi lầu. Khi đã vào được bên trong rồi, em sẽ lén ra vườn, trèo tót lên ngọn cây bút bút, nằm chờ trên đó, cho tới lúc nửa đêm. Chờ cho đến lúc lá tầm gửi ăn no khí trời, uống no xương móc, như lời cụ ba trà dặn. Em sẽ hái một ôm thật to, đủ cho mà em uống được mấy chục lần rồi trèo rào ra ngoài trở về cái mưu mẹo hay ho đó làm cho em thao thức hoài không ngủ được em tin chắc lần này công việc răng cũng trót lọt nhưng em còn lo bộ áo quần em để ý cả đội không ai mặc quần áo như em bạn nào áo quần cũng rất oai như bộ đội người lớn mặc áo quần xấu xí như em chui vô hàng e không khéo lộ mất Hồi đầu năm, mạ có may cho em một bộ áo quần rất đẹp. Cái áo thơ mi, có cổ tai chó với cái quần sọc, vải xanh. Hai bên có hai cái túi, mỗi túi đựng được một lon đầy bắp giang. Quần không có dài rút, mà xung quanh cạp có những cái quay để luồn nịt ra. Nhưng mà em chưa mua được nịt. Lấy áo quần ở thợ may về là mạ cất luôn vô rương. Em xin mặc. Mạ nói. Cất đó. Khi mô đến Tết hoặc con được vô đội thiếu nhi đánh trống cả rùng như mấy đứa trẻ con trên phố thì mạ lấy cho mà mặc. Chớ, bây giờ con mà mặc chỉ nhảy mấy bữa là rách tan thôi. Mình là con nhà nghèo, phải ăn mặc tùng tiệm, con ạ. À. Em liền tung chăn chạy xuống bếp nói với mạ. Mạ ơi, sáng mai cho con mặc bộ quần áo mới, mạ hí. Em không dám nói lộ cho mạ biết chuyện ngoài phố tụi bạn con đứa mô cũng mặc quần áo mới cả mạ cũng cho con mặc chứ cất hoài làm chi mà. mạ mẹ em nói mẹ đã nói rồi mình là con nhà nghèo ngày thường ăn mặc tùng tiệm răng xong thì thôi bộ quần áo đẹp đó phải để dành khi mô có lễ lạt rồi hãng mặc em nói rứa thì thôi con không mặc nữa mẹ cứ cất cho đến khi mục thì thôi mạ nổi tức Quay lại phát cho em một cái vào mông Không mặc thì tao cho đứa khác mặc Đi lên đi ngủ Em leo lên giường nằm khóc tấm tức mãi Sáng hôm sau Em lọt qua cầu bao vinh Chạy theo đội lên đến cầu đông ba rồi chui bậy vào hàng Đội trưởng hỏi Thế cái hôm đầu tiên nhập đội Em có ra vườn trèo lên cây bút bút Hai lá tầm gửi không Dạ có sao em không trèo rào trốn đi như đã định mà ở lại tại anh với các bạn thương em quá với thêm anh vịnh nói với em không chi xấu xa bằng đã vô bộ đội lại đào ngũ sau đó em còn được nghe anh giảng giải đánh đuổi hết tụi tây cướp nước giành được độc lập rồi thì ai ai cũng được sung sướng những người cực khổ như mà em dù có mắc bệnh chi nặng mấy cũng được chính phủ chữa cho lành em muốn theo các anh đánh tây cho nước nhà được độc lập, để sau ni, lỡ mà em có mắc bệnh chi nặng hơn cả bệnh hen xuyễn, cũng được chính phủ chữa cho lành. Đội trưởng gật gật đầu mềm cười. Em biết lo xa như thế là rất phải. Thế bó lá tầm gửi, hái được, em có còn giữ không? Dạ, còn chứ. Tối ni, em định trốn về một lúc là để mang bó lá thuốc đó về cho mạ em. Em sợ mai lên mặt trận. Lỡ bom đạn làm cháy mất thì tiếc lắm. Em để nó đâu rồi? Em giấu trong cái hốc dưới chân cầu thang, em sợ anh biết, anh la. Em xuống, lấy lên đây cho anh coi thử, anh cũng chưa được biết mặt mũi thứ lá thuốc quý đó. Nét mặt mờ vụt tươi hẳn lên, em ngước nhìn anh như còn chưa thật tin, rồi bất ngờ em đứng lên, chạy vụt ra khỏi phòng. Mấy phút sau em chạy vào tay ôm một cái gói em rụt rè đặt nó lên bàn cạnh ngọn đèn bão cái gói khá to bọc bằng một miếng vải bạc nhem nhuốc xé ra từ cái áo súng trung liên và buộc chằng xung quanh bằng dây điện thoại đội trường mở ra bên trong còn hai lớp dây báo cũ nữa những cành lá khô màu xám nhạt rất dài được bè gập lại thành nhiều đoạn thoảng bốc lên mùi nắng và hương nồng đắng của lá cây phơi khô. Em phơi từ bao giờ mà khô được thế này? Dạ, em phơi từ bữa lâu rồi. Hễ hôm mô có nắng là em đem ra phơi. Em phải treo lên nóc nhà, trái phơi trên mái ngói. Trời đất! Đội trưởng kêu lên giọng không giấu được sợ hãi. Mái nhà lầu ba tầng, trơn tuột, lỡ trượt chân một cái thì còn gì là người? dạ phơi trên đó cao nhiều nắng nhiều gió lá mau khô với lại với lại em sợ phơi ở dưới các bạn không biết lỡ nghịch vứt đi nếu gặp phải một cây bút bút cao gấp hai gấp ba ngôi lầu ni liệu em có dám trèo lên hái không dạ cao mấy em cũng trèo miễn là cho mạ em được lành bệnh Nghe giọng nói và nhìn về mặt chú đội viên nhỏ của mình, đội trưởng bỗng thấy tin một cách lạ lùng rằng chú ta sẽ sẵn sàng treo tuốt lên bất kỳ một ngọn cây nào trên trái đất để tìm thuốc cho mà. Anh cẩn thận bọc, bó lá tầm gửi lại như cũ, đặt vào tay mừng và nói. Có dịp, anh sẽ cho em về phép, mang về cho mẹ. Còn bây giờ, em phải xuống đi ngủ đã quá nửa đêm rồi mà sáng mai chúng ta còn phải lên mặt trận sớm mừng đứng lên đội mũ đứng nghiêm chào anh rồi cùng với vịnh xưa bước ra khỏi phòng anh cũng đứng lên nhìn hút theo em tim đau nhói thầm nghĩ nhỏ nhoi thế kia mà em đã chịu đựng những nỗi khổ nhường ấy đang ngủ rất say vịnh xưa vụt choang tỉnh dậy có tiếng khóc thồn thức ngay cạnh tai em em ngồi hẳn lên hóa ra mừng khóc vừa khóc vừa nói mớ vịnh đưa tay sờ má bà ôi chao cả hai má ướt đẫm nước mắt nóng hồi nước mắt chảy xuống thấm ướt cả vạt áo trấn thủ cậu ta đang gối đầu vịnh phải lay gọi một hồi lâu mừng mới tỉnh ngủ Vậy cúi xuống thì thào hỏi Cậu nằm mơ chuyện chi Mà khóc dưỡng rứa Tôi nằm mê Được đội trưởng cho phép về thăm mạ Giọng mừng con ướt nước mắt Tôi mặc bộ quần áo Vệ quốc đoàn rất oai Lại còn đeo trên vai khẩu súng mới Vừa cướp được của tụi Tây Tôi vừa bước vô đến sân Mạ tôi đang ngồi nấu Sáo bò dưới bếp Chạy ra đon đả chào mời Anh vô nhà sơi nước Ăn bún bò Mạ tưởng tôi là anh vệ quốc đoàn mô Tôi bỏ mũ ra Ngó mạ mà cười Rứa là mạ tôi đứng sững Ngó tôi chân chân Rồi kêu hòa lên Ui chào ơi Con ơi Rứa Chưa mấy lâu con bỏ mạ đi mô Làm mạ khóc hết nước mắt nước mũi Rứa con ơi là con ơi Tôi nói Con đi vệ quốc đoàn Đánh Tây cho nước được độc lập chứ đi mô nữa mà Nước được độc lập Thì sướng lắm mạ nở Lỡ mạ có mắc bệnh chi nặng mấy Cũng được chính phủ Cho vô nhà thương chữa lành hết mạ Mạ ơi Con đã tìm được lá tầm gửi Đậu trên chót vót ngọn cây bút bút Chỗ đội con ở Thứ lá ni chữa bệnh hen xuyến Là hay nhất hạng mạ Hay hơn thuốc tiên Để con vô lấy nồi sắc ngay cho mạ uống Mạ hí Mạ tôi liền cầm bó lá tầm gửi Chạy long tong khắp xóm Gặp ai cũng níu lại khoe thằng con tôi nó chưa chết, nó đi vệ quốc đoàn đánh Tây, nó kiếm được lá tầm gửi hay hơn thuốc tiên về chữa bệnh cho tôi. ê, chỉ nay mai là tôi lành bệnh thôi bà con à, bà con mừng cho tôi đi. Vừa lúc tôi vô nhà tìm được cái nồi để sắc thuốc cho mạ thì anh đánh thức tôi dậy, tiếc quá.